Phản phong thần hồi 17. Ở hồi trước, Trúc Dung chạm mặt với nhóm của Na Tra Dương Tiễn tại Vô Minh Cốc. Kim Thiền Tử nhất quyết không giải trừ phong ấn trả lại sức mạnh cho Trúc Dung. Trúc Dung làm loạn cả Vô Minh Cốc, hắn lao đến nhóm người của Na Tra. Trên đường đi, những kẻ nào vướng chân đều bị giẫm đạp như kiến. Cảnh tượng kinh hãi này khiến cho người ta phải nôn thốc nôn tháo. Rất nhanh, Trúc Dung đã đứng trước mặt của nhóm người Na Tra. Tay trái nắm chặt cổ áo Kim Thiền Tử. Tình tiểu tử này, nếu ta đến ba, ngươi không giải phong ấn cho ta thì đầu của ngươi cũng sẽ giống như cái bọn dưới chân ta. Kim Thiền Tử biết nguy hiểm đang đến, nhưng lựa chọn giữa tính mạng và sự cân bằng của U Minh Giới thì Kim Thiền Tử vẫn chọn hy sinh. Trúc Dung, ta không phải là muốn làm khó ngươi, nhưng nếu ta giải phong ấn cho ngươi thì không chỉ ta mà cả U Minh này sẽ mất cân bằng, dẫn đến đại loạn. Ngươi vốn không nên có mặt ở đây. Vừa dứt câu thì một đống lửa đen bay thẳng vào mặt Trúc Dung, khiến cho hắn hoa cả mắt. Thích lấy lại lửa đúng không? Để Tam Thái Tử này tặng cho ngươi một ít. Trúc Dung tay phải vẫn nắm chặt cổ áo Kim Thiền Tử, không buông, tay còn lại lao đến trả đòn Na Tra. Tuy nhiên, những tấn công vật lý này vẫn khá nguy hiểm, mỗi đấm không khác gì ngọn núi nặng ngàn cân bổ xuống. Thân thể Trúc Dung chả khác nào sắt đá. Dương Tiễn dùng Tam Thiên Kích đánh vào, chả làm hắn say sát nổi. Cả bọn cũng không biết có nên vì cứu kích tên đầu trọc mới quen này mà rước thêm phiền phức cho mình hay không. Nhưng nghĩ lại, hắn đến đây cũng vì có ý tốt. Với lại thật sự Tây Phương Phật Môn giờ đây như là một sự cứu rỗi cần thiết. Không để mất thêm thời gian, Na Tra vận dụng sức mạnh của thi khí, nộ hỏa bốc lên. Giờ đây, Na Tra đúng nghĩa là một sát thần, gặp thần giết thần. Ngọn lửa nóng đến mức cả Dương Tiễn cũng phải tránh xa. Na Tra không chỉ có lửa mà trong lửa còn có độc. Na Tra dùng chiêu thức vừa học được, hắc thi hỏa diễm, thứ lửa độc đốt cháy con người ta từ bên trong. Thứ độc này làm mắt Trúc Dung cay xè, hắn phải dùng hai tay để ngăn lại. Kim Thiền Tử được thả ra, lập tức Viên Hồng lao đến đỡ. Vì bị bóp nghẹt quá lâu nên Kim Thiền Tử đã bất tỉnh. Viên Hồng lẩm bẩm: "Hai, tại sao ta lại phải cứu cái tên khó ưa này chứ?" Tuy nói vậy, nhưng Viên Hồng vẫn dùng một ít linh lực của mình đẩy ra sau lưng Kim Thiền Tử hỗ trợ hô hấp. Kim Thiền Tử dần tỉnh lại. Còn phía Na Tra thừa thắng xông lên, tuy rằng Trúc Dung thân thể rắn chắc, nhưng độc tính của thi hỏa đốt từ bên trong. Trúc Dung cảm thấy đau rát cổ họng và lồng ngực. Hắn lăn lộn quằn quại trên đất, nhưng chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Chính thứ lửa độc này đã phản tác dụng với phong ấn của Kim Thiền Tử. Bởi suy cho cùng, tu vi của Kim Thiền Tử là quá yếu so với Na Tra là Đại La Kim Tiên và lửa của Trúc Dung là Bán Đế Cường Giả. Phong ấn được giải trừ, Trúc Dung như một ngọn lửa đã bị dồn nén lâu năm bốc lên mạnh mẽ, miệng hắn phun ra tro xám đầy trời, hơi thở nóng rát. Viên Hồng tặc lưỡi: "Na Tra ơi là Na Tra, ngươi lại tiếp tay cho địch rồi." Càng ngày, lớp dung nham càng lan rộng ra, khiến cho các linh hồn và yêu tinh trong Vô Minh Cốc bỏ chạy tán loạn. Có kẻ không kịp thì đã hóa thành tro. Vô Minh Cốc rơi vào cảnh hỗn loạn cực kỳ. Dương Tiễn cắm mũi kích xuống, kéo mặt đất thành một vòng tròn xung quanh Trúc Dung, để cắt sâu xuống tạo thành một rãnh đất cô lập Trúc Dung lại. Còn Na Tra thì cố sơ tán mọi người. Lúc này, Kim Thiền Tử đã tỉnh lại. Kim Thiền Tử bảo Viên Hồng hãy cõng mình lên ngọn núi phía sau lưng của Trúc Dung. Viên Hồng thân thể nhanh nhẹn, chỉ hai cú nhảy đã đến được đỉnh núi. Kim Thiền Tử lập tức tạo được kết giới phong tỏa Trúc Dung bên trong, nhưng tình hình này không thể cầm cự được lâu. Lúc này, Cụ Vĩ Hồ lần đầu tiên thể hiện bản lĩnh của mình. Cụ Vĩ có khả năng truyền âm và thôi miên rất mạnh mẽ. Cụ Vĩ truyền âm nói với Kim Thiền Tử mở một lối vào trong kết giới để cô tiến gần hơn với Trúc Dung. Trong cơn thịnh nộ, Trúc Dung đã để sơ hở, không để ý đến sự xuất hiện của Cụ Vĩ Hồ. Cụ Vĩ áp sát sau đầu, hai tay chỉ vào thái dương của Trúc Dung. Lập tức, Trúc Dung bị thôi miên, cả người đứng yên. Mọi chiêu thức bị phong bế. Không để lỡ thời cơ này, Na Tra dùng hỏa thi đốt cháy một lỗ trên ngực của Trúc Dung, khiến lớp da cứng của hắn bị bào mòn. Na Tra hét to: "Dương Tiễn, lên đi!" Dương Tiễn khai mở thiên nhãn, một tia sáng cực mạnh xé toạc cả không gian, xuyên qua lồng ngực của Trúc Dung để lại một lỗ rất to. Trúc Dung ngã gục, cả bọn rơi xuống đất thở hổn hển. "Vậy là đã xong rồi sao?" Dương Tiễn vẫn chưa dám tin đây là sự thật. "Chúng ta vừa giết một vu tộc thượng cổ đúng không?" Cụ Vĩ tiếp lời. "Chúng ta không nên ở lại đây, lánh mặt ngay đi trước khi rắc rối ập tới." Cả bọn tranh thủ trong lúc đám bụi dung nham vẫn còn dày đặc, liền lẻn đi. Nhưng điều không mong muốn nhất thì nó sẽ lại xảy ra. "Đi đâu mà vội vậy các vị thiếu hiệp?" Giọng nói của Thiên Linh Vương phát ra từ trong đám khói bụi. Thiên Linh Vương đã xuất hiện, lần này không đi một mình mà còn dẫn theo một người nữa. Người này có chức vị còn cao hơn cả Thiên Linh Vương nên hắn có phần rất kính cẩn. Ở phía Thiên Đình, Khương Tử Nha cũng đã nhận được tin Trúc Dung tử nạn, đau đầu về việc bại lộ tin tức vu tộc còn tồn tại, và thêm phần đau đầu là vì sao giờ đây lại có thêm một tên từ Tây Phương trợ giúp bọn Na Tra. Khương Tử Nha liều mình đến thẳng Tây Phương giáo tìm hiểu. Đứng trước cửa Loi Âm tự, Khương Tử Nha cung kính: "Ta là học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn Khương Tử Nha, trưởng quản việc Thiên Đình, đến đây xin gặp người đứng đầu của Tây Phương Phật Môn." Ngay lập tức, Loi Âm tự mở rộng, Khương Tử Nha được đưa vào đại điện. Trước mặt Khương Tử Nha là Thế Tôn Như Lai uy nghiêm: "Xin hỏi vị đại tiên đến đây có việc gì?" "Ta phụng mệnh Ngọc Hoàng đến đây để chào hỏi chư vị." Như Lai bật cười: "Quá khách khí rồi, bọn ta là người tu tập, không muốn liên quan thế sự nên đã tự cô lập mình nơi đây, sao lại phiền đến thiên cung?" Khương Tử Nha lúc này có phần hơi ngạo mạn. Hồng là bất kể việc gì xảy ra trong tam giới cũng đều thuộc sự quản lý của thiên cung. Việc một thế lực to lớn như vậy xuất hiện, Ngọc Hoàng cũng muốn được biết. Chẳng hay, ta có thể mời ngài đến thiên cung đàm đạo cùng Ngọc Hoàng một chuyến được không? Ha ha, cảm ơn nhã ý của đại tiên. Ta cũng rất muốn, nhưng nay vì tu tập chưa đủ đạt nên xin phép khất lại. Ta sẽ gặp Ngọc Hoàng vào thời điểm cần thiết.
Ngài không cần vội, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Hy vọng lúc đó Ngài sẽ tiếp đón ta. Trong câu nói của Như Lai đầy ẩn ý, nhưng lại có sự răn đe. Khương Tử Nha biết mình không thể làm khác, nơi đây cũng không phải là nơi hắn có thể ở lâu, nên đành cáo biệt ra về. Trước khi đi, Như Lai có nhắn nhủ một câu: xin đại tiên hãy cẩn trọng, thứ gì của trời đất hãy trả lại cho trời đất, đừng cố thay đổi càn khôn. Xưa nay những kẻ cố thay đổi càn khôn đều không có kết quả tốt. Với câu nói này của Như Lai như muốn khẳng định một lần nữa âm mưu của Khương Tử Nha đã bị bại lộ. Như Lai đã biết rất rõ, điều này càng làm cho Khương Tử Nha khó chịu nhiều hơn. Từ lúc Trúc Dung xuất hiện, không thấy Thân Công Báo đâu cả. Hắn bị sợ quá mà bỏ trốn rồi ư? Thân Công Báo đã dùng thần lực cố che đi vết nứt mà lửa chí dương của Trúc Dung đã tạo ra trên trần của Vô Minh Cốc. Bởi nếu lỗ thủng này xuất hiện sẽ làm kinh động đến các thế lực mạnh hơn của Vô Minh Cốc. Nhưng có lẽ việc vá trời này của hắn đã vô dụng. Thiên Linh Vương đã đến mà còn đi cùng một người nữa cấp bậc cao hơn. Thật quá lạ, người này lại đi cùng với Đế Thính. Đế Thính đã phản bội bọn họ hay sao? Cấp trên của Thiên Linh Vương là ai mà lại đi cùng Đế Thính? Hãy đón chờ hồi sau. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này, hãy để lại bình luận và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn theo dõi và bật thông báo để ủng hộ kênh.